Cập nhật diễn biến nóng liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine. Thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Nga ngày 22 tháng 9 tuyên bố máy bay chiến đấu của Nga đã tấn công các khu vực triển khai quân của Ukraine, gần 20 khu định cư ở vùng biên giới Kursk của Nga và 13 khu định cư ở vùng Sumy của Ukraine. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay, pháo binh và bộ binh Nga đã tấn công các khu vực triển khai quân đội và vũ khí của Ukraine thuộc các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 61 và 115, xe tăng 17, lữ đoàn tấn công 80 và 95, lữ đoàn thủy quân lục chiến 36 và lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, cũng như lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 103 và 129 gần các khu định cư Gujevo, Kozachalokina và một số khu vực lân cận. Ngoài ra, theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật của Nga đã tấn công các khu vực triển khai và dự bị của các trung đoàn cơ giới 21, 22, 41 và 115. Các cầu vượt tấn công 82, lữ đoàn vệ binh quốc gia số 1, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ của quân đội Ukraine gần các khu định cư ở vùng Sumy. Nga từng cáo buộc lực lượng Ukraine đưa quân và thiết bị từ vùng biên giới Sumy của Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, trong một ngày, các đơn vị thuộc nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của đối phương vào các khu định cư Mayovka, Malayalokina và Bonsaya Obukovka. Đối phương đã mất tới 20 quân, gồm những người đã thiệt mạng hoặc bị thương. Theo Bộ Quốc phòng Nga, 3 nỗ lực của quân đội Ukraine nhằm đột phá biên giới đã bị đẩy lùi ở vùng Kursk. Theo báo cáo, đối phương đã mất tới 40 binh sĩ, 2 xe bọc thép, 1 xe dọn chướng ngại vật và 2 ô tô. 5 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng. Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trong ngày 22 tháng 9, Ukraine đã mất hơn 380 quân và 11 xe chiến đấu, bao gồm 2 xe tăng và 9 xe bọc thép. Liên tiếp hứng chịu 2 cuộc tấn công từ máy bay không người lái của Nga, xe tăng của quân đội Ukraine xuất hiện ở vùng Kursk đã bị phá hủy tới mức không thể phục hồi. Theo hãng tin RT, Bộ Quốc phòng Nga cho biết nhóm lực lượng phía Bắc, đơn vị đang đẩy lùi cuộc xâm nhập biên giới quy mô lớn của Ukraine và lãnh thổ Nga, đã tiến hành 2 cuộc tấn công bằng UAV vào xe tăng Ukraine. Thiết bị giám sát của Nga đã ghi lại hình ảnh vụ nổ xe tăng. Trong đoạn video dài 40 giây, một UAV của Nga tấn công xe tăng Ukraine từ phía sau trên con đường nông thôn dọc theo khu rừng. Sau khi chiếc UAV đầu tiên đâm vào tháp phá của xe tăng và tạo ra một luồng khói bốc lên không trung, UAV thứ hai đã thực hiện cuộc tấn công tiếp theo. Hình ảnh dường như được quay từ UAV trinh sát cách xa hàng trăm mét đã ghi lại vụ nổ dữ dội khiến các mảnh giáp và dường như cả tháp pháo xe tăng bay lên không trung. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến Mỹ trong ngày 22 tháng 9, theo giờ địa phương, để tham dự các phiên họp tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và kêu gọi các đối tác giúp đạt được một chiến thắng trong cuộc đối đầu với Nga. Ông Zelensky cho biết trong một bài phát biểu bằng video, được phát khi ông đang trên đường đến Pennsylvania, Mỹ. Mùa thu này sẽ quyết định tương lai của cuộc chiến Nga-Ukraine. Các phương tiện truyền thông Ukraine sau đó đưa tin ông đã đến New York cũng như sẽ đến thăm Washington. Trong video của mình, ông Zelensky cho biết Ukraine đang làm mọi thứ có thể bằng cách mua vũ khí và thông qua ngoại giao để củng cố sự ủng hộ của các đối tác và buộc Nga phải đi đến hòa bình. Hãng thông tấn Ukrinform đưa tin rằng ông Zelensky đã đến New York và ông sẽ gặp gỡ những người đứng đầu các công ty Mỹ để thảo luận về nhu cầu năng lượng của Ukraine, cũng như sẽ gặp nhiều nguyên thủ quốc gia khác. Chuyến thăm của ông Zelensky diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực nhằm chuẩn bị một gói viện trợ quân sự trị giá 375 triệu đô la Mỹ cho Ukraine. Bên cạnh đó, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẽ trình bày kế hoạch chiến thắng trong cuộc chiến trước tiên cho ông Biden. Ông cũng dự kiến sẽ thảo luận về kế hoạch này với Phó Tổng thống Kamala Harris trong một cuộc họp riêng vào ngày 26 tháng 9, cũng như với các nhà lãnh đạo thế giới khác. Ông Zelensky cũng hy vọng sẽ gặp ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump, người đã gọi viện trợ của Mỹ cho Ukraine là lãng phí tiền bạc. Ông Trump đã nói rằng ông có thể sẽ gặp ông Zelensky trong tuần này, nhưng vẫn chưa công bố ngày cụ thể. Tuyên bố trong bài viết được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga cuối tuần qua, người phát ngôn Maria Zakharova khẳng định rằng không thể đạt được một giải pháp công bằng và lâu dài nếu không có sự tham gia của Nga và tính đến lợi ích của Nga. Nhưng Kiev và phương Tây không quan tâm đến hòa bình, họ cần chiến tranh. Bà Zakharova tuyên bố cuộc xâm nhập của quân đội Ukraine vào tỉnh Kursk và đề nghị của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí tầm xa của NATO là bằng chứng cho điều này. Đây là sự tiếp diễn của chủ nghĩa khủng bố chống lại người dân đất nước chúng tôi. Chúng tôi sẽ không đàm phán với những kẻ khủng bố. Đề cập đến tuyên bố của Tổng thống Zelensky,
người đã hết nhiệm kỳ tổng thống vào tháng 5, rằng hội nghị hòa bình thứ hai với Ukraine có thể được tổ chức vào tháng 11 tới với sự tham dự của các đại diện Nga. Bà Zakharova cho biết những tuyên bố của ông Zelensky quá hạn nhiệm kỳ chỉ là suy nghĩ viển vông. Bà Zakharova nhắc lại rằng Nga sẽ không tham gia bất kỳ hội nghị thượng đỉnh nào như vậy. Đồng thời, Nga không từ bỏ giải pháp chính trị và ngoại giao cho cuộc khủng hoảng. Trả lời phỏng vấn Sky News mới nhất về việc liệu Moscow có triển khai vũ khí hạt nhân nếu phương Tây cho phép Kiev tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga hay không. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, mặc dù sở hữu những vũ khí có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho phương Tây và luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, nhưng Nga không mong muốn sử dụng chúng. Ông Lavrov cho hay, chúng tôi nói về các ranh giới đỏ, hy vọng rằng các đánh giá, tuyên bố của chúng tôi sẽ được những người thông minh, những người ra quyết định lắng nghe. Sẽ không nghiêm túc khi nói rằng nếu ngày mai các vị không làm những gì chúng tôi yêu cầu, chúng tôi sẽ bấm nút đỏ. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh thêm, tôi tin rằng trong tình huống như vậy, những người ra quyết định hiểu những gì chúng tôi đang nói đến. Không ai muốn một cuộc chiến tranh hạt nhân. Ông Lavrov khẳng định Moscow cũng không muốn xung đột Ukraine leo thang và lôi kéo phương Tây tham gia trực tiếp. Mặt khác, ông cảnh báo nếu Kiev được phép sử dụng vũ khí tầm xa sâu bên trong lãnh thổ Nga, phương Tây sẽ bị coi là trực tiếp tham chiến chống lại Nga. Trong một báo cáo mới nhất, Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết Ukraine sẽ phải trải qua một mùa đông khắc nghiệt nhất từ trước đến nay trong năm nay. Cơ quan này ước tính rằng quốc gia này đã mất hơn 2/3 công suất sản xuất điện kể từ khi xung đột với Nga nổ ra vào đầu năm 2022. Moscow đã tăng cường các cuộc tấn công vào tháng 3 năm nay, tấn công các nhà máy điện và cơ sở phân phối trên khắp Ukraine để đáp trả chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái của Kiev vào các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu của Nga. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế IEA, làn sóng tấn công năm nay đã khiến khả năng tạo ra đủ điện của Ukraine trong thời gian nhu cầu cao điểm vào mùa đông bị đe dọa. Cơ quan này lưu ý rằng, trong khi tình trạng mất điện luân phiên và các gián đoạn cung cấp khác đã thực sự trở thành chuẩn mực vào mùa hè, thì mùa sưởi ấm có thể mang lại sự gián đoạn nghiêm trọng hơn nữa đối với các bệnh viện, trường học và các tổ chức quan trọng khác. Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol khẳng định, tình hình ở Ukraine là một trong những vấn đề an ninh năng lượng cấp bách nhất trên thế giới hiện nay. Hệ thống năng lượng của Ukraine đã vượt qua được hai mùa đông vừa qua, nhưng mùa đông năm nay sẽ là thử thách khắc nghiệt nhất từ trước đến nay. Phát biểu cùng với ông Biron, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố rằng các cuộc không kích của Nga đã phá hủy khoảng 9 gigawatt cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, tương đương với công suất của ba quốc gia vùng Baltic. Bà tuyên bố rằng EU có kế hoạch phân bổ 100 triệu euro, tương đương 178 triệu đô la Mỹ từ số tiền thu được từ các tài sản của Nga bị đóng băng trong khối để giúp Kiev giải quyết các vấn đề về năng lượng, bất chấp những cảnh báo liên tục của Moscow rằng việc khai thác các quỹ của họ cũng giống như hành vi trộm cắp.